Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập số 3 của bộ truyện dài tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập số 3 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói, lúc bây giờ sau một chưởng của Diệp Húc, cả đám chăn ngựa đều kinh hoàng vô cùng. Một chưởng giết chết một con tuấn mã Tây Vực thì không ít tên chăn ngựa võ nghệ cao cường, tự thấy mình cũng làm được. Nhưng một chưởng khiến cho đầu ngựa trực tiếp lọt sâu vào trong bụng, e rằng hai tay có lực lượng hàng trăm nghìn cân cũng không thể thoải mái như vậy. Tiểu tử này nhìn có vẻ bệnh hoạn, làm sao lại lợi hại đến thế? Hey, một thân sức lực này có thể nói là thần lực kìa, không phải hắn đã bị phế rồi hay sao? Chúng ta không cần sợ, quản sự Sa đã tu luyện thiên ma luyện cốt công đến tầng thứ 6, lực lượng vô cùng lớn, có thể sẽ xác khổ báo kìa, chẳng phải sẽ dễ dàng đối phó với tên tiểu tử này hay sao? Lần này thì hắn thảm rồi, phải biết rằng làm người cần khiêm tốn mới có thể bảo vệ mạng sống được. Ngoan ngoan ăn cứt ngựa đi là được rồi, lại dám đánh chết con thanh truy mã này, ngay trước mặt quản sự Sa. Động chạm đến nghịch lân của quản sự Sa rồi, cái tên tiểu tử này không chết cũng sẽ tàn thôi. Lúc bấy giờ Sa Thông Thiên đột nhiên giảm sắc mặt, hắn cũng không đoán được Diệp Húc, không ngờ chẳng phân trần câu nào liền đánh chết con ngựa thanh truy rất quyết đoán. Mồm nói, tay liền hành động, thậm chí khiến cho hắn không có cơ hội để phản ứng. Không phải đại tổng quản Diệp Ly đã nói cái tên tiểu tử này đã biến thành phế vật rồi hay sao? Thế quái nào hắn vẫn còn một thân võ nghệ vậy? Tuy vậy, hắn còn không phải là đối thủ của ta. Cho dù hắn không phải phế vật đi chăng nữa, ta cũng sẽ đánh cho hắn thành phế vật kìa. Đánh giết hắn, đại tổng quản nhất định sẽ kính ta vài phần, thậm chí sẽ đề bạt ta, cho ta điểm ưu việt kìa. Ánh mắt ác độc của Sa Thông Thiên bắn ra bốn phía. Hắn đứng dậy hô một tiếng, hai tay bẻ nghe răng rắc, nhe răng cười độc ác. Tiểu tử, dám đánh chết con ngựa thanh truy trước mặt ta, đây là ngươi tự tìm đường chết ư? Nói xong, hắn hít một hơi thật dài, lồng ngực nở ra, chỉ nghe thấy tiếng xương vang lên lách cách từ phía trong lồng ngực của hắn tràn ra bên ngoài. Trong chớp mắt, các khớp xương toàn thân hắn cùng vang lên một tiếng, giống như đốt lên một giải pháo, gân cốt cùng kêu rạc rạc. Chỉ thấy trên người của hắn, mạch máu và các đường gân đột nhiên nổ lên phía dưới da, giống như những con giun lớn màu xanh bò đầy quanh thân, vô cùng khủng bố. Thậm chí, từ một gã rất thấp, trong nháy mắt đã trở nên cực kỳ cao lớn, còn cao hơn cả Diệp Húc hai cái đầu. Đây chính là môn Thiên Ma luyện cốt công, Diệp gia ngoại môn tuyệt học, cũng là môn ngoại công giống với Hoành Luyện Thập Tam Thái Bảo, Kim Trung Cháo hay Thiết Bố Sam, nhưng còn tinh diệu hơn ba loại công pháp này. Sau khi luyện thành, thân thể cứng rắn, đau thương bất nhập. Hoành Luyện Thập Tam Thái Bảo, Kim Trung Cháo và Thiết Bố Sam đều có điểm chết, chỉ cần điểm chết bị phá thì công lực sẽ mất hết, còn Thiên Ma luyện cốt công không có bất kỳ điểm chết nào cả. Sau khi Sa Thông Thiên luyện thành môn ngạnh công này, từng nằm ở trên cỏ cho mười mấy tên chăn ngựa cưỡi ngựa dẫm lên người của gã. Kết quả là không hề bị thương tổn chút nào, có thể thấy được sự mạnh mẽ của môn ngạnh công này. Tiểu tử, chỉ cần ngươi tặng ta cô gái nhỏ trẻ đẹp kia, ta sẽ có thể suy xét để tha cho ngươi một mạng. Sa Thông Thiên nhe răng cười độc ác, hắn đã gặp Tô Kiều Kiều một lần, chấn động vô cùng. Toàn bộ Liễu Châu cũng không có ai mê hoặc động lòng người như thế, không khỏi nảy sinh tâm tư mờ ám với Tô Kiều Kiều. Sắc mặt của Diệp Húc trầm xuống, một đạo sát khí hiện lên ở trong mắt của hắn. Vốn dĩ hắn chỉ định giáo huấn Sa Thông Thiên một chút, để cho hắn không còn dùng mắt chó mà nhìn người, bây giờ thật sự thì đã động sát tâm. Hắn giết chết ngựa thanh truy, không chừa mặt mũi cho Sa Thông Thiên, là xúc động nghịch lân của Sa Thông Thiên. Sa Thông Thiên nói những lời vũ nhục Tô Kiều Kiều, đây cũng là xúc động nghịch lân của hắn. Sát khí vừa mới xuất hiện liền không thể áp chế, Sa Thông Thiên có chút thiếu kiên nhẫn, đi nhanh đến chỗ Diệp Húc. Tiểu tử, người nghĩ sao?
Xem ra không giáo huấn ngươi một chút. Nghĩ cái con mẹ nhà ngươi. Diệp Húc hét lớn một tiếng, phẫn nộ, một chân đã đạp trên mặt của Sa Thông Thiên. Sa Thông Thiên nhìn có vẻ cường tráng vô cùng, thế nhưng trúng một cước này của hắn, liền đập mạnh xuống đất. Cái đầu lớn va mạnh vào tảng đá trên mặt đất của chuồng ngựa, khiến cho nó vỡ nát, một nửa đầu còn bị chìm ở trong đá. Sa Thông Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay vỗ mạnh lên mặt đất, cố gắng đứng dậy, cuối cùng cũng đứng thẳng được. Bộ mặt dữ tợn, hắn lên tiếng nói: "Tiểu tử, đây là ngươi muốn chết sao?" Pang một tiếng, hắn vừa mới đứng lên đã bị một cước đạp vào mặt. Sa Thông Thiên lại ngã ngửa ra trên mặt đất, lần này ngã ác liệt hơn lần trước, toàn bộ đầu đều bị nhét vào bên trong tảng đá. Chân phải của Diệp Húc giẫm mạnh lên trên mặt của hắn, day sang hai bên. Sa Thông Thiên giận tím mặt, hai tay dùng sức, ngón tay cắm phập rất sâu vào bên trong tảng đá, nhấc hai khối đá lên, hai mặt giáp công bay về phía Diệp Húc. Hai khối đá dài đường này, mỗi khối đều hơn 100 cân, bị hắn cầm trong tay nhẹ như không. Một cơn cuồng phong nổi lên, khiến cho bọn chăn ngựa ở bốn phía đều phải lùi lại, lực đạo thật kinh người. Diệp Húc lùi ra sau một bước, chỉ nghe thấy một tiếng nổ, hai khối đá bản đụng vào nhau, tất cả đều bị vỡ nát. Bụi bay mù mịt, Sa Thông Thiên nhảy người lên, liên tục quát lớn, đánh một quyền về phía đầu của Diệp Húc. Hắn liên tục chịu nhục, đã vận thiên ma luyện cất công lên đến tầng cao nhất từ lâu. Nắm tay to gần bằng nửa đầu của Diệp Húc, quyền phong cương mãnh, hung ác đến cực điểm, còn chưa đánh xuống mà dây cột tóc của Diệp Húc đã pang một tiếng, bị quyền phong sắc bén như đao cắt đứt, từng sợi tơ bay lên ở phía sau. Sa Thông Thiên liên tiếp chịu nhục, hoàn toàn động sát tâm, vốn dĩ hắn đáp ứng Diệp Ly chỉ giáo huấn Diệp Húc một chút, mà nay lại lòng một lòng muốn đánh chết Diệp Húc. Diệp Húc cũng đánh ra một quyền, so sánh với thanh thế của Sa Thông Thiên, nắm tay của hắn có vẻ bé đến mức đáng thương, hơn nữa thanh thế quá nhỏ, ngay cả tính gió cũng không có. Hai nắm tay chạm vào nhau trong vô thanh vô tức, Sa Thông Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ xoẹt một tiếng bay ngược ra sau, đập vào vách tường ầm ầm, lập tức ngã trên mặt đất. Chỉ thấy trên vách tường lưu lại rất rõ một dấu ấn hình người, bên trong dấu ấn là đầy các vết rách của mạng nhện che kín, mà bên ngoài lại cực kỳ bằng phẳng. Rõ ràng một quyền này của Diệp Húc dường như thanh thế rất nhỏ, nhưng lực lượng bên trong lại vượt xa tên Sa Thông Thiên cường tráng này. Vài tên chăn ngựa vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, bọn họ vốn dĩ vẫn nghĩ rằng tên Diệp Húc này có vẻ bệnh tật, chắc chắn sẽ bị một chiêu của Sa Thông Thiên thu thập, đánh cho chết khiếp. Thật không ngờ tới, tình huống hoàn toàn ngược lại. Sa Thông Thiên mặc dù cao to cường tráng, thế nhưng lại bị đánh không có chút sức lực nào mà trả đòn. Đây là điểm khác nhau giữa tâm pháp Diệp gia nội phủ và ngoại môn. Thiên Ma luyện cốt công cũng được xem như thượng thừa tâm pháp ở ngoại môn, thế nhưng căn bản không thể so sánh được với nội phủ tuyệt đỉnh tâm pháp Thương Minh luyện thể quyết. Mặc dù Diệp Húc mới gần tu luyện Thương Minh luyện thể quyết đến tầng thứ 3, nhưng mức độ nồng đậm chân khí còn lớn hơn tầng thứ 6 Thiên Ma luyện cốt công của Sa Thông Thiên. Sa Thông Thiên nhảy dựng lên, lại phóng về phía Diệp Húc, không sợ hãi, hắn cười lạnh nói: "Diệp thiếu bảo, ngươi không làm gì được ta, đúng là thực lực của ngươi cao hơn ta, nhưng Thiên Ma luyện thần công của ta đào thương bất nhập, không có cửa nào đâu. Ta chỉ cần tiêu hao chân khí của ngươi thôi, khi ngươi chỉ còn là một con gà nhỏ yếu đuối, ta muốn xử lý ngươi như thế nào liền xử lý như vậy." Diệp Húc lạnh lùng nhìn hắn vọt tới trước mặt mình, cười lạnh mà nói: "Đúng là Thiên Ma luyện cốt công không có bất cứ điểm chết nào, thế nhưng mà nội phủ cũng không thiếu võ học chống lại môn ngạnh công này đâu. Trước sự cao thâm của võ học nội phủ, môn ngạnh công này nơi nơi đều là điểm chết cả. Sa Thông Thiên, ngươi đừng quên ta đã từng là con cháu xuất sắc nhất của nội phủ." Ánh mắt Sa Thông Thiên lộ ra vẻ khiếp đảm, lập tức cắn răng xông lên phía trước. Hắn đã hứa hẹn với tổng quản Diệp Ly ở ngoại môn sẽ thu thập Diệp Húc, nếu không làm xong sẽ khó giữ được tiền đồ. Đột nhiên hắn thấy trước mặt có một con bướm xanh bay lên, lần lượt biến thành hơn 100, 1000 con bướm xanh bay lên, thật là đẹp mắt. Sa Thông Thiên cảm thấy mình như biến thành một đóa tiên hoa mê người, chiêu hoa ghẹo nguyệt. Những con bướm xanh này vì mình mà tranh nhau bay tới. Tuyệt học của Diệp gia nội phủ, Đại Thiên Diệp Thủ. Đại Thiên Diệp Thủ của Diệp Húc cũng tiến bộ hơn so với mấy ngày trước động thủ cùng Mã Tam. Hai tay tung lên hóa thành hơn 200 con bướm xanh, con này rơi xuống, con kia bay lên, bao phủ cả người Sa Thông Thiên lại, không thể đánh cũng không thể tránh. Phanh! Mỗi một chưởng Diệp Húc đánh xuống, Thương Minh chân khí liền phá một huyệt của Sa Thông Thiên, giống như một cái dùi sắc bén đâm vào trong cơ thể của hắn. Trong chớp mắt, hơn 200 con bướm xanh đều nhào lên người của Sa Thông Thiên.
hơn 200 con bay qua, Diệp Húc khoanh tay mà đứng, lạnh lùng nhìn Sa Thông Thiên, không hề nhúc nhích động đậy. Sa Thông Thiên điên cuồng hét lớn một tiếng, vung bàn tay to như cái bồ chụp về phía đầu của hắn. Diệp Húc không chút cử động, đã thấy bàn tay kia còn chưa kịp tới đỉnh đầu của hắn đã bất ngờ thu nhỏ lại. Không chỉ có vậy, thân hình to lớn vô cùng của Sa Thông Thiên như bị ngâm nước, chỉ nghe tiếng pang vang lên không dứt bên tai, tất cả các đại huyệt trên toàn thân của hắn đều đã nứt ra, cả người máu tươi đầm đìa, chân khí nhanh chóng bị xói mòn, từ một người cao lớn uy mãnh không ngờ biến thành một kẻ vừa thấp lại vừa béo. Sa Thông Thiên sợ tới mức mọi can đảm đều biến mất, đây chắc chắn là dấu hiệu bị tấn công. Lần đầu tiên hắn cảm giác được sự khủng bố của tử vong, hắn run giọng nói: thất gia, đừng. Ánh mắt của Diệp Húc kỳ dị, hạ giọng nói: đừng sợ, người đã chết rồi. Còn chưa nói xong, đã thấy thân hình Sa Thông Thiên nhanh chóng co rút lại, trong nháy mắt liền thu nhỏ lại thành một quả cầu thịt, ngay cả tay chân ngắn ngủn cũng nằm trong quả cầu thịt đó, hoàn toàn không có hơi thở. Đây là sự khủng bố khi thiên ma luyện cốt công bị phế, thiên ma chân khí bị phá, tất cả xương bên trong đều bị ép đến vụn nát ngay lập tức. Cơ thể co rút nhanh, khiến cho cả người bị ép thành một quả cầu thịt, lục phủ ngũ tạng đều bị vỡ nát. Mà những mã nô khác nhìn thấy thế không khỏi dùng mình một cái, liếc mắt nhìn nhau định lặng lẽ rời khỏi, đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng cười lạnh của Diệp Húc: còn muốn chạy sao? Thất gia, ngài tha mạng. Mấy người này vội vàng quỳ xuống lại như bồ củi vậy. Ngay cả Sa Thông Thiên tu luyện thiên ma luyện cốt công tới lục trọng còn chết trong tay Diệp Húc, huống chi là bọn họ đây. Trong mắt của Diệp Húc lộ ra vẻ chán ghét: ta từ trước tới nay ân oán rõ ràng, có thủ tất báo. Người khác kính ta một thước, ta kính lại một trượng. Người khác có thù với ta một cái, ta đấm hắn một quyền. Mấy người các ngươi hiện giờ phải biết làm gì chưa? Mấy người liếc nhau, trong đó một mã nô bạo gan nói: thật ra, có ý gì? Diệp Húc ánh mắt đảo qua phân ngựa trên sảng rồi lạnh lùng nói: ăn đi. Mấy mã nô này vẻ mặt đau khổ, nhảy tới trước cái sảng, chộp tới phân ngựa. Ghê tởm. Diệp Húc nhìn một cái, cũng không có tâm tư tính toán với mấy tiểu nhân vật này, mà đi ra khỏi chuồng. Đột nhiên hắn dừng chân, chỉ thấy ở chung bên cạnh, một lão nhân ánh mắt hung ác, nham hiểm, đang lạnh lùng nhìn hắn. Hắn chính là Diệp Phủ, ngoại môn tổng quản, Càn Khôn, Thủ Diệp Ly. Thật ra, ta đã sớm nói qua rồi, người sớm muộn gì cũng có ngày ở trong tay ta mà. Diệp Ly âm trầm cười ngạo nghễ nói: Diệp thiếu báo, còn không quỳ xuống nhận tội đi. Diệp Húc ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc: Diệp Ly, ta vì sao phải quỳ ngươi? Diệp Ly cười ha hả, ánh mắt ngày càng âm mưu lạnh lẽo, có một khí thế linh hoạt sắc bén tới cực điểm, đột nhiên phát ra bao phủ lấy toàn thân của Diệp Húc. Khí thế võ đạo tiên thiên của lão gắt gao bao chặt lấy Diệp Húc. Lão điềm nhiên nói: bởi vì ngươi là mã nô mà ta là tổng quản ngoại phủ, Diệp gia ngoại môn tổng quản chính là để quản lý đám nô tài các ngươi kìa. Vô cớ ra tay đánh chết quản sự chuồng ngựa Sa Thông Thiên, coi trời bằng vung. Chiếu theo gia quy của Diệp phủ, đây chính là tử tội, có thể giết ngay tại chỗ được. Ngươi còn không quỳ xuống cầu ta sao? Nói không chừng ta còn có thể lưu lại thi thể của ngươi kìa. Khí thế của lão trầm trọng như núi. Ở bên trong khí trường này, Diệp Húc chỉ cảm thấy mình như một gốc cây nhỏ, bị ép tới mức không dựng dậy. Tu vi của Diệp Ly có thể nói là khủng bố. Diệp Húc thậm chí cảm thấy tu vi của lão so với chính mình hồi trước còn mạnh hơn mấy lần. Thật không hổ là cao thủ đã bước vào cảnh giới tiên thiên hơn 10 năm. Ngươi quỳ xuống cho ta. Khí thế của Diệp Ly đột nhiên nặng hơn vài phần, ép tới xương cốt của Diệp Húc phát ra những tiếng vang pang pang. Hắn khinh thường động thủ với Diệp Húc mà muốn dùng khí thế ép cho Diệp Húc quỳ gối xuống trước mặt mình, sau đó mới xử quyết hắn. Vài ngày không thấy, Diệp Húc từ một người kinh mạch phế hết, trói gà không chặt, đã trở thành cao thủ có thể giết chết Sa Thông Thiên. Loại tốc độ tăng trưởng khủng bố này làm cho Diệp Ly không lạnh mà run. Chiếu theo tốc độ trưởng thành này, chỉ sợ không đầy một năm, Diệp Húc sẽ lần nữa bước vào cảnh giới tiên thiên, trở thành vu sĩ. Nếu như Diệp Húc trở thành vu sĩ, lấy tính cách và thủ đoạn của hắn, Diệp Ly gần như có thể khẳng định kết cục của mình sẽ vô cùng thê thảm. Bởi vậy, sát khí trong lòng của hắn đã động, bất chấp chuyện thèm nhỏ dãi Tô Kiều Kiều ra sao, mà tính toán trực tiếp ra tay giết chết Diệp Húc, loại bỏ cái tai họa ngầm này. Nếu là trước đây, Diệp Ly quả quyết không dám động tới một cọng tóc của Diệp Húc, nhưng hiện giờ Diệp Húc chẳng qua chỉ là một mã nô, cho dù là xử tử hắn cũng không có người nói gì cả. Thậm chí không chừng còn có một số tông thất đệ tử vỗ tay khen ngợi hắn nữa.
Thương minh chân khí trong cơ thể Diệp Húc điên cuồng vận chuyển, đau khổ chống đỡ, thủy chung không ngã. Hắn cười lạnh nói: "Diệp Ly, ngươi quên đây là mã trường rồi sao? Ngươi muốn xử trí ta còn phải hỏi chủ nhân mã trường kia." "Mã Tam Bảo sao?" Diệp Ly cười ha hả, khí trường giống như một cơn lốc xoáy gắt gao vây khốn Diệp Húc. Hắn cười lạnh nói: "Tư chất của ta so với hắn hơn, bối phận cũng cao hơn, được nội phủ tổng quản Diệp Tư Mẫn đại nhân ban thưởng họ Diệp. Mà Mã Tam Bảo xuất thân từ Mã Nô, may mắn mới được trở thành vô sĩ, có tư cách gì nói chuyện trước mặt ta đây?" Lúc này đột nhiên một thanh âm từ sau lưng hắn chuyển tới: "Diệp Ly, ở trong mã trường của ta lúc nào tới lượt ngươi khoa tay múa chân vậy?" Diệp Ly ánh mắt phát lạnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mã Tam Bảo không biết đã hiện ra sau lưng của lão từ khi nào, ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên đem lời của hắn nghe lọt vào tai. Mã Tam Bảo thản nhiên lên tiếng: "Ở trong mã trường của ta phải tuân theo quy củ của mã mẫu ta. Diệp Ly, tuy rằng ngươi là tổng quản ngoại phủ, nhưng không có tư cách động tay vào chuyện của mã trường ta đâu." Diệp Ly râu tóc không gió mà động, đầu bạc tung bay, khí trường của hắn mạnh mẽ tập trung vào Mã Tam Bảo. Tuy nhiên khí trường của hắn còn không tới được bên người của Mã Tam Bảo thì đã bị tiêu tan trong vô hình. Trong lòng của lão không khỏi rùng mình, biết thực lực của thanh niên áo xanh này sâu không lường được, mình còn xa mới là đối thủ. "Vũ sĩ thật sự hùng mạnh như vậy sao? Ngay cả ta thăm dò cũng không ra sâu cạn của hắn ta ư?" Diệp Ly ánh mắt ngưng tụ, muốn trở thành vũ sĩ, tuổi phải không quá 30, đạt tới tu vi võ đạo tiên thiên. Hắn trở thành võ đạo tiên thiên cao thủ khi đã 37, bởi vậy không thể trở thành vũ sĩ, khiến hắn thương tiếc cả đời. Nghĩ tới đây, Diệp Ly đột nhiên cười ha hả, bộ mặt âm u lạnh lẽo, lấy tay vuốt chòm râu trên mặt, cậy già lên mặt mà nói: "Mã trưởng chủ, chuyện này đích thân là ta vượt quyền. Tuy nhiên lão phu ngược lại muốn xem ngươi xử trí như thế nào. Nếu như xử trí không tốt, đừng trách lão phu nhiều chuyện, bẩm báo lên Diệp tổng quản nội phủ kia." "Sao? Ngươi muốn dùng nội phủ ép ta sao?" Mã Tam Bảo ánh mắt chuyển lạnh, Diệp Ly là đô tài của Diệp Tư Mẫn, tổng quản nội phủ, cho nên Diệp Tư Mẫn mới đề bạt hắn lên làm tổng quản ngoại phủ. Diệp Ly ngụ ý, nếu không xử trí Diệp Húc, hắn sẽ bẩm lên Diệp Tư Mẫn. Diệp Tư Mẫn cũng là vũ sĩ, tu vi cực cao, ở Diệp gia có quyền thế lớn, là một trong ba người đương quyền lớn nhất của Diệp gia. Diệp gia cũng không phải bền chắc như thép. Quả thật, Diệp Tư Đạo là người cầm quyền cao nhất Diệp phủ, nhưng Diệp Tư Đạo lại say mê tu luyện, thời gian phần lớn không quản lý công việc của gia tộc. Quyền lực bên trong gia tộc đều nắm trong tay nhị bá Diệp Tư Mẫn, tứ bá Diệp Tư Chiết cùng thập tam thúc Diệp Tư Nhiên. Ba người này nhìn như hòa khí, nhưng trên thực tế tranh đấu gay gắt, tranh quyền đoạt lợi. Chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên ở Diệp gia cả. Diệp Húc cũng đã nghe thấy. Mã Tam Bảo cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Húc nói: "Thật ra ngươi làm chuồng ngựa bị dơ, phải tẩy rửa sạch sẽ chỗ này đi. Đây là quy củ của Mã Mỗ. Diệp Ly, ta xử trí thế này ngươi vừa lòng chứ?" "Mã Tam Bảo, ngươi..." Diệp Ly giận tím mặt, tức giận tới hai tay phát run. Sau một lúc lâu nói không ra lời, đột nhiên xoay người cười lạnh lên tiếng: "Mã Tam Bảo, lão phu đi cầu còn lâu hơn ngươi đi bộ nhiều, ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm. Ngươi vì một tiểu bối mà dám đấu với ta sao? Ngươi chờ nội phủ xử lý đi." Mã Tam Bảo hừ lạnh một tiếng. Diệp Húc có chút bất an không yên, chắp tay mà nói: "Xin đa tạ trường chủ giải vây. Trường chủ, bởi vì ta mà đắc tội với nội phủ tổng quán Diệp Tư Mẫn, chỉ sợ..." Mã Tam Bảo sắc mặt thản nhiên: "Ta chỉ nghe phủ chủ phụ trách, không phụ thuộc vào nội phủ. Nói nữa, ta sở dĩ làm như vậy cũng không phải vì ngươi, mà là lão cẩu Diệp Ly này làm hỏng quy củ của ta. Thật không ngờ cậy giả lên mặt dám động tay động chân với mã trưởng này sao?" Mã Tam Bảo cười ngạo nghễ: "Ở mã trường của ta sẽ phải theo quy củ của ta. Thật ra chuồng ngựa còn dơ, còn không nhanh dọn sạch đi, hay là ngươi cũng muốn làm hỏng quy củ của ta nữa đây?" Diệp Húc xoay người đi vào chuồng ngựa, trong lòng có chút cảm động. Mã Tam Bảo nhìn như lạnh lùng, mỗi câu không rời hai chữ quy củ, gần như cứng nhắc tới mức không biết điều. Thế nhưng kỳ thực người này mặt lạnh, tâm thiện, là bằng hữu đáng để kết giao. Có loại bằng hữu này tuyệt đối không cần phải lo lắng hắn ở sau lưng đâm ngươi một dao, thậm chí hắn còn có thể giúp ngươi đỡ một dao nữa kìa. Diệp Húc mấy ngày nay trải qua nhiều việc, có thể nói là đã nhìn thấy nhân tình ấm lạnh, biết rõ loại tình hữu nghĩa này có bao nhiêu quý trọng, quý báu. Trong bất chi bất giác đã tới ngày phát tiền công cuối tháng. Diệp Húc tới nhận tiền công lĩnh được 3 lạng bạc vụn, Tô Kiều Kiều cũng lĩnh được 1 lượng bạc. Tiểu nha đầu kia cầm chặt lấy bạc, hưng phấn sôi nổi,
quay chung quanh Diệp Húc, đổi tới đổi lui. Diệp Húc không khỏi buồn cười, trêu ghẹo nàng nói: "Kiều Kiều, trước kia tùy tiện, có lúc ta cho ngươi mấy lượng bạc, chưa lần nào là không nhiều hơn đây mấy lần cả, cũng không thấy ngươi cao hứng như vậy." "Trước kia không giống, trước đều là thiếu gia ban cho, hiện giờ là do Kiều Kiều tự tay kiếm được kìa." Tô Kiều Kiều hưng phấn, mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt sáng trong suốt, đột nhiên đảo mắt, giữ chặt tay của hắn năn nỉ nói: "Thiếu gia, hôm nay là lễ hội thái cổ, lễ hội dẫm trống, mỗi một năm một lần, không bằng chúng ta đi dạo trong thành được không?" Diệp Húc nhìn ánh mắt chờ mong của nàng, chần chừ một chút. Trước kia mình tập võ đạo cũng chưa từng bồi tiếp nàng như vậy, hiện giờ không là tông thất đệ tử, ngược lại có nhiều thời gian hơn. Hơn nữa mấy ngày nay Tô Kiều Kiều đã có chút vất vả, chẳng những khổ tu võ nghệ, hơn nữa còn rút thời gian ra làm việc vặt ở mã trường kiếm tiền. Nếu như không phải thì Mã Tam Bảo cũng không chia tiền công cho nàng. Cô gái nhỏ này trên phương diện võ đạo thiên phú kinh người, hiện giờ đã đem huyền minh chân khí luyện tới tật chút tiểu thành. Chân khí tiến dần từng bước, qua không lâu nữa sẽ luyện thành huyền minh chân khí nhất trọng. Mà mấy ngày trước Diệp Húc cũng thuận lợi bước vào cảnh giới tứ trọng, cuối cùng cũng có chút lực bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, Diệp Húc bất đắc dĩ lên tiếng nói: "Thôi được rồi, được rồi." Tô Kiều Kiều hoan hô một tiếng, lao ra khỏi phòng: "Được, nô tỳ đi thay quần áo đây." Thái cổ dẫm trống là một trong những ngày hội lớn nhất ở Miêu Cương. Phố lớn ngõ nhỏ, người người tấp nập, rất là náo nhiệt. Tuy nhiên Diệp Húc từ trước vốn chuyên tâm tập võ, chưa từng tham gia ngày hội như thế này bao giờ. Hai người đi tới dưới thành, còn chưa vào thành liền nghe thấy tiếng cổ nhạc chuyển tới. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên đỉnh một tòa tháp trong thành có một cái trống da trâu cực lớn. Những cô gái Miêu Cương mặc quần áo mới, xích lõa cánh tay, chân nhảy múa trên mặt trống. Các nàng giống như những con bướm bướm thanh xuân điên cuồng và hoang dã. Những bước chân nện xuống mặt trống tạo thành những tiếng động, âm thanh phối hợp phấn chấn lòng người. Đợi khi vào thành đã thấy ngựa xe như nước, nhiều người vô kể. Mà hai bên đường phố, những cửa hàng mở rộng cửa bán đầy các loại hàng hóa. Có thượng đẳng tơ lụa, đồ sứ, trang phục từ Trung Nguyên chuyển tới. Cũng có vũ khí, lương mã ở Tây Vực chuyển tới, hoặc là ngọc, trang sức, lá trà của bản địa. Thậm chí có người còn mang theo thiếu nam thiếu nữ ở phần đất bên ngoài tới, coi như là hàng hóa bày ra bán. Diệp Húc thậm chí còn nhìn thấy có người bắt được yêu thú ở Bách Man Sơn, cũng nhốt vào trong lồng để giao bán. Một yêu thú có hình thể thật lớn, tản mát ra khí tức khủng bố, không có bao nhiêu người can đảm mà tới nhìn xem. Có thể mua được yêu thú thật tốt đều là thế gia đại phiệt, người bình thường căn bản không có tài lực này, cho dù có thể mua được đi chăng nữa cũng không thể nuôi nổi. Diệp phủ ở Liễu Châu Thành có sản nghiệp khổng lồ, nắm giữ mấy cái cửa hàng ở mặt phố. Không chỉ như vậy, Diệp gia còn có hai mỏ khoáng sản sản xuất ra ngọc thạch kim thiết ở Bách Man Sơn. Những khoáng sản thứ đẳng thì bán ra cho Vu Sĩ Thành Liễu Câu, còn về phần hàng thượng đẳng thì đưa vào trong Diệp phủ tinh luyện kinh loại cất giữ. Nhắc đến Vu Sĩ luyện chế phủ văn và vũ khí vu bảo cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Trưởng quản võ bị khác là Hội Ưng Diệp Phan, lá cờ đen trong tay của hắn chính là vu bảo. Trên là từ mẫu bách quỷ phiên, nó ước chừng hao phí mất 500 cân thượng phẩm lương ngọc, 200 cân kim ti được thợ thủ công nghiền mài cẩn thận. Cán phiên cũng là dùng mấy trăm cân bách luyện tinh cương rèn luyện mà thành. Diệp Phan nguyên là ma đạo kiêu hùng của Liễu Châu, bởi vì luyện chế từ mẫu bách quỷ phiên không ngờ tiêu phí một số lớn tiền như vậy, mua tới 99 đồng nam, 99 đồng nữ, giết hết thảy, lấy hồn phách nhốt vào trong phiên, ngày đêm tế luyện. Hắn quá độc ác, cuối cùng bị phủ chủ Diệp Tư Đạo ra tay thu phục hắn, lệnh hắn trông giữ võ bị các. Lá cờ đen này nặng chừng hơn 1.000 cân, võ đạo cao thủ bình thường cầm cũng không nổi. Nếu như chẳng may bị lá cờ đè vào người, gãy xương chứ chẳng chơi. Mà lá cờ đen trong tay Diệp Phan này cũng chỉ là một kiện vu bảo cấp thấp, so với thượng đẳng vu bảo, tài nguyên hao phí cũng không tính là nhiều. Bởi vậy, vu hoàng thế gia Liễu Châu thường thường chiếm cứ 1-2 cái mỏ. Nắm tài nguyên chặt chẽ trong tay mình, những người phụ trách xử lý ở trong cửa hàng đều là quản sự nội phủ Diệp gia, tận tâm và trung thành với Diệp gia. Về phần hai đại vu hoang thế gia khác của Liễu Châu Thành cũng có sản nghiệp như vậy, tuy nhiên quy mô hơi nhỏ hơn một chút. Hàng năm ba đại thế gia đều vì tranh đoạt mỏ tài nguyên mà đánh đập tàn nhẫn, thậm chí vu sĩ cũng tham dự vào trong đấy. Dù là như thế, vu bảo cũng không gặp nhiều ở Liễu Châu Thành này. Tam đại vu hoang thế gia hợp lại cũng chỉ có không quá 10 kiện, có thể thấy được
vu bảo quý báu khó có được như thế nào. Tam đại thế gia chủ yếu kinh doanh ngọc thạch kim thiết, mặt khác buôn bán giải rác phải thứ khác mà sinh tồn, bởi vậy buôn bán ở thành Liễu Châu cũng coi như sầm uất. Lúc bấy giờ, Tô Kiều Kiều lôi kéo bàn tay của Diệp Húc hưng phấn đi lang thang trên đường. Một cửa hàng trang sức nhỏ cũng khiến cho cô bé lưu luyến quên đi. Tuổi của nàng tuy không lớn nhưng đã bắt đầu dậy thì, trổ mã động lòng người. Dáng người của nàng so với những thiếu nữ khác thì còn hấp dẫn ánh mắt người khác hơn rất nhiều. Diệp Húc âm thầm nhéo túi tiền của mình, cười khổ một tiếng. Trong lúc kinh mạch của hắn bị đoạn, tu vi bị hủy, lúc mời y sư chữa bệnh, số tiền của hắn đã tiêu sạch. Thậm chí ngay cả Tô Kiều Kiều cũng phải mang vòng cổ, đổi trang sức của mình đi cầm cố. Nàng thay một bộ đồ vải, châm gỗ, trông rất giống một thiếu nữ nhà nông dân bình thường. Hiện giờ trong túi của Diệp Húc cũng không có nhiều, chỉ có mấy lượng bạc vụn, ngay cả mua cho nàng một ít trang sức cũng không đủ. Sau này ta mà Đông Sơn tái khởi, tuyệt đối sẽ không thể để cho Kiều Kiều tiếp tục chịu khổ. Diệp Húc trong lòng thầm nghĩ, Tô Kiều Kiều trong lúc hắn gặp nạn thì không chịu rời đi, toàn tâm toàn ý đối với hắn. Hai người sống dựa vào nhau trong khốn cảnh, tự cứu lẫn nhau trong hoạn nạn, loại tình cảm này không phải người ngoài có thể hiểu được. Tô Kiều Kiều đi dạo một lát, quay đầu nhìn lại, thấy nàng đã bỏ Diệp Húc một đoạn khá xa. Nàng đang muốn quay đầu lại tìm hắn thì một thanh âm chói tai đột nhiên truyền tới. Đây không phải là một muội Kiều Kiều hay sao? Sao lại ăn mặc giống ăn mày thế này mà cũng dám đi lên trên đường phố hay sao? Tô Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ thấy một nữ nhân chừng 16-17 tuổi, một thân trang phục hoa mỹ đang đứng đó không xa, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, hơn nữa còn ra vẻ ngạo mạn, vẻ mặt mỉa mai. Bộ quần áo trên người nàng ta hoa lệ, xa xỉ, bất luận một món nào cũng đắt hơn toàn bộ quần áo trên người Tô Kiều Kiều gấp trăm lần. Bên cạnh nàng, một thiếu niên đứng đấy, hắn chừng 13-14 tuổi, được 3-4 thiếu nữ mặc hoa phục vây quanh giống như mặt trăng nhỏ, được các vì sao vây quanh rất thích ý. Thiếu niên kia nhìn thấy bộ dạng của Tô Kiều Kiều, ánh mắt không khỏi sáng ngời, nhỏ giọng nói với nữ nhân hoa phục kia. Tử Quyên Tỷ, Kiều thiếu gia. Tô Kiều Kiều nao nao, nữ nhân này từng cùng với nàng hầu hạ Diệp Húc là nha hoàn Tử Quyên. Sau khi Diệp Húc bị phế đi tu vi, bị bắt làm nô, Tử Quyên và Phượng Trúc, hai cái người này đã lấy đi một ít tài vật của Diệp Húc rồi đi tìm thiếu gia khác nương tựa. Đó chính là Diệp gia, Cửu thiếu gia Diệp Kiên. Tử Quyên và Diệp Kiên châu đầu ghé tai nói vài câu, chần chừ một lát, đột nhiên Tử Quyên cười khanh khách mà nói: "Kiều Kiều, ngươi vẫn còn đi thiếu gia phế vật kia sao? Nói cho ngươi tin tức tốt đây. Cửu thiếu gia coi trọng ngươi, ngươi nên rời khỏi phế vật kia đi, tới phụng dưỡng Cửu gia đi kìa. Đợi khi là người của Cửu gia rồi, ngươi chính là nha hoàn thông phòng của Cửu gia, thân phận tăng lên gấp bội, thậm chí có thể ngồi cùng ăn với ta nữa kìa." Lại nói, Diệp gia tông thất đệ tử, bởi vì luyện võ nhiều năm, thân thể dậy thì khá sớm. Diệp Kiên tuy rằng nhỏ hơn Diệp Húc mấy tháng, nhưng đã tinh thông chuyện này. Ngày thường hắn cùng đám nha hoàn lêu lổng, làm đủ mọi trò. Tử Quyên tìm nơi nương tựa vào Diệp Kiên, ngày hôm sau đã bị hắn cho lên giường thị tẩm, hầu hạ giấc ngủ. Trong Diệp phủ, rất nhiều tông thất đệ tử sinh hoạt cá nhân vô cùng thối nát, cũng không phải chỉ có một người như Diệp Kiên, chỉ là Diệp Húc say mê võ đạo, Tử Quyên từng câu dẫn hắn vài lần đều bị Diệp Húc không nhìn. Tô Kiều Kiều cũng nghe nói qua việc này, khuôn mặt lập tức đỏ lên, thổi một câu: "Thật không biết xấu hổ." Tử Quyên giận tím mặt, cười lạnh nói: "Tiểu thiện nhân, Cửu gia coi trọng đó là vinh hạnh của ngươi, đừng có thế cho chút mặt mũi mà không biết xấu hổ như vậy." Dứt lời, liền giơ tay hung hăng đánh lên mặt của Tô Kiều Kiều. Nàng tập võ từ nhỏ, tuy rằng là võ học thấp nhất của Diệp phủ, nhưng tự nghĩ so với nha đầu Tô Kiều Kiều chưa từng học võ thì mạnh hơn vô số lần. Nàng biết rằng trưởng ngoan nàng vừa mới giơ lên còn chưa hạ xuống thì một bàn tay nho nhỏ đã dừng trên mặt của nàng. Tang một tiếng, thanh âm trong trẻo vang dội. Tử Quyên không khỏi ngẩn ngơ, trên mặt hiện lên hình bàn tay đỏ rực. Tô Kiều Kiều cũng ngẩn ngơ, si ngốc nhìn bàn tay của mình. Nàng thấy Tử Quyên đánh nàng, không cần nghĩ ngợi liền tát một cái ngược lại. Không ngờ cái tát này đi sau mà tới trước, đánh ở trên mặt của Tử Quyên trước. Một trường này là Diệp Húc truyền cho nàng, Phác Điệp Thủ, một môn võ học của Diệp phủ lấy tốc độ mà nổi tiếng. "Thiếu gia chuyển võ học cho ta, quả nhiên rất lợi hại." Tô Kiều Kiều trong lòng vừa mừng vừa sợ, thế nhưng bình tĩnh hơn rất nhiều. "Tiểu tiện nhân, ngươi dám đánh ta sao?" Tử Quyên vừa thẹn vừa giận, lại giơ tay lên, nào biết tay nàng còn chưa hạ xuống, lại một tiếng bang nữa vang lên, không ngờ lại bị ăn cái bạt tay nữa. Tử Quyên vừa giơ tay lại ăn một bạt tay, thế mới biết Tô Kiều Kiều đánh trúng nàng cũng không phải là may mắn. Trải qua hơn 10 ngày ngắn ngủi, cô gái nhỏ này thực lực đã vượt xa chính mình.
Tô Kiều Kiều càng đánh càng thuận tay, trong chớp mắt đã hạ thủ hơn 10 phát điệp thủ. Kiều gia, ngài phải làm chủ thay cho nô tỳ. Tử Quyên xoay người quỳ xuống trước mặt Diệp Kiên, khuôn mặt xinh đẹp lúc này đã biến thành đầu heo, khóc lóc kề lể mà nói. Diệp Kiên hừ lạnh một tiếng, phất tay đẩy nàng ra, chậm rãi đi tới Tô Kiều Kiều, cười lạnh. Dám đánh nữ nhân của ta, tiểu nha đầu, ngươi không được dạy dỗ rồi. Tô Kiều Kiều ánh mắt hoảng loạn, có chút khiếp đảm. Nàng có thể đánh thắng Tử Quyên, nhưng còn xa mới là đối thủ của Diệp Kiên. Tử Quyên tu luyện là võ học thô thiển, mà Diệp Kiên cũng tu thương minh luyện thể quyết. Tuy nhiên, thiếu gia ta thích dạy dỗ loại tiểu nữ nhân như ngươi. Diệp Kiên liếm liếm môi, cười một tiếng, tay giơ lên đánh thẳng xuống mắt của Kiều Kiều. Hắn còn chưa hạ tay xuống, đột nhiên một trận kình phong chính diện đánh tới, một tiếng bang giòn vang, mặt của hắn bị một cái bạt tai thật mạnh. Một chưởng này lực lượng rất mạnh, không ngờ làm cho hắn quay mấy vòng rồi mới dừng lại được. Chỉ nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang lên. Dám đánh nữ nhân của ta, Kiều thiếu gia, ngươi thật thiếu học rồi. Tuy nhiên, thiếu gia ta thích dạy dỗ loại tiểu nam nhân thiếu học như ngươi. Diệp Kiên nghe thanh âm này, trong lòng vừa khiếp sợ vừa giận, ngẩng đầu mà nhìn lại, chỉ thấy trước mặt Tô Kiều Kiều xuất hiện một thiếu niên bộ dạng thanh tú, quần áo màu lam, như cười mà như không nhìn hắn. Lão thất, tên mã nô rắc rưởi nhà ngươi, thật không ngờ cũng dám đánh ta sao? Diệp Kiên khóe miệng lộ ra vết máu, bộ mặt dữ tợn vô cùng, đột nhiên dùng mình một cái. Nếu như Diệp Húc thật là một phế vật, như vậy sao mình lại ăn một cái tát đây? Phải biết rằng, hắn cũng không phải là Tử Quyên. Hắn đã luyện thương minh luyện thể quyết tới cảnh giới ngũ trọng, thực lực của hắn trong đám đệ tử tông tộc cũng có thể xếp vào lớp giữa. Chẳng lẽ phế vật này khôi phục tu vi rồi hay sao? Tử Quyên thấy hắn có ý lùi bước, lạnh lùng mà nói: "Kiểu gia, Diệp phủ gia quy, gia pháp quy định, nô bộc bên dưới phạm thượng, nhục mạ, đánh đệ tử tông thất có thể xử tử tại chỗ kìa. Cái tên phế vật này hiện giờ vẫn là gia nô, ngài sao phải sợ hắn ta?" Diệp Kiên tinh thần rung lên, cẩn thận trở về chỗ cũ. Một tát vừa rồi của Diệp Húc cũng không mạnh như hắn tưởng tượng. Nếu như phế vật này thực sự khôi phục tu vi, chỉ sợ một trường có thể chụp nát đầu của mình rồi. Lúc này dũng khí của hắn tăng lên nhiều, nhai răng cười độc ác mà nói: "Không sai, không sai, ngươi chỉ là một ma nô sắc rưởi, dám can đảm đánh đệ tử tôn thất sao? Tiện nô, đợi đấy, thiếu gia gọi người tới, người chết không có chỗ chôn." Diệp Húc cũng thản nhiên liếc mắt nhìn Tử Quyên một cái, chỉ cảm thấy nô tỳ trước kia từng hầu hạ mình, lúc này có một loại chán ghét, không nói lên lời, hừ lạnh một tiếng mà nói: "Đào nô trộm tài vật của chủ nhân chạy trốn là phạm phải gia quy gì? Chứa chấp đào nô cũng là đồng phạm, chiếu theo gia quy thì nên xử lý như thế nào?" Dầm một tiếng, Tử Quyên sợ tới mức đặt mông ngồi xuống dưới đất. Nàng lấy trộm tài vật của Diệp Húc, tìm Diệp Kiên mà nương tựa, chiếu theo gia quy hẳn là phải chịu hình phạt ngũ đoạn, tức là móc mắt, cắt mũi, cắt lưỡi, chặt đứt tay, chặt đứt chân. Việc này quả thực là còn khủng bố hơn cả cái chết. Diệp Kiên cũng thấm lạnh mồ hôi. Chứa chấp đào nô, chiếu theo gia quy hắn khẳng định sẽ bị hủy bỏ tu vi, bị bắt làm nô, xung quân tới mỏ làm việc cực nhọc. Diệp Húc lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người, trong lòng kinh miệt vạn phần. Một đám rắc rưởi. Kiều Kiều, chúng ta đi thôi. Tử Quyên nhìn lại bóng dáng của Diệp Húc, lại nhìn Diệp Kiên đang ngây phóng người ra như vậy, so sánh một chút liền nhìn ra chênh lệch giữa hai người giống như phượng hoàng với gà trống vậy. Buồn cười chính mình trước kia mù mắt lại vứt bỏ vàng kim coi trọng cặn bã. Trong lòng của nàng đột nhiên dâng lên hối hận. Nếu trước mình không có bỏ đi mà đi theo Diệp Húc, tuy rằng nghèo khó một chút một thời gian, thế nhưng địa vị sau này hẳn sẽ nâng cao vô hạn. Lúc trước Diệp Húc vẫn là thiên kiêu chi tử của Diệp phủ, phi thường sủng ái nàng. Nếu như Diệp Húc trở thành phủ chủ đời tiếp theo, thậm chí nó không chừng nàng sẽ là đại nãi nãi của Diệp phủ, dưới một người trên vạn người. Tất cả mọi người lúc đấy phải nhìn nét mặt mình mà sống rồi. Tử Quyên ánh mắt sáng lên, vội vàng bước nhanh đuổi theo Diệp Húc. Diệp Kiên ngẩn ngơ, cả giận mà nói: "Tử Quyên, ngươi đi đâu? Trở về cho ta." Tử Quyên ngoảnh đầu nhìn lại, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, dường như nhìn một đống rác vậy. Trong ánh mắt không khỏi lộ ra chán ghét. Nàng bước nhanh theo sau Diệp Húc, sửa sang lại quần áo, quỳ xuống khóc lóc kể lể, lên tiếng nói: "Thất gia, nô tỳ biết sai rồi. Ngươi nếu như còn đi theo ta, ta sẽ giết ngươi." Giọng điệu của Diệp Húc bình thản, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua nàng một cái, dường như không phải hắn đang nhìn một thiếu nữ xinh đẹp đáng thương động lòng người, mà là đang nhìn một con chó cái vậy. Tử Quyên nhìn hai người đi xa, thủy chung không dám đuổi theo. Nàng có thể cảm thấy Diệp Húc không nói đùa. Nếu mình tiếp tục đi tới mà nói, khẳng định hắn sẽ coi mình như một con chó cái, một chưởng giết chết. Thậm chí
ngay cả một chút nhăn mặt cũng không có. Tử Quyên tâm lạnh như nước, quay đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Kiên dẫn mấy nô tỳ hướng phía nàng đi tới, tinh thần không khỏi rung lên thầm nhủ. Không được làm đại nãi nãi Diệp gia, là phu nhân đệ tử tông thất cũng không tồi. Diệp Kiên tuy rằng vô năng, nhưng đối với ta tự cũng không tồi. Cửu gia nô tỳ, chàng người non giá, cầu xin ngài tha thứ. Tử Quyên ai oán nói, đang muốn động tình cảm, Diệp Kiên chán ghét, liếc mắt nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nữ nhân Diệp thiếu bảo, không cần, lão tử ta cũng không thèm. Phượng Trúc, các ngươi đem tiện phụ này đi ra khỏi thành, loạn côn đánh chết cho ta. Tử Quyên kinh hãi thất sắc, đang muốn mở miệng kêu cứu, đột nhiên mấy tỷ nữ phía sau Diệp Kiên tiến tới, dùng khăn gấm bịt miệng của nàng, trong đó một thiếu nữ quần áo màu lục cười nói. Tử Quyên tỷ thứ lỗi, người ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Nói mấy câu này xong, mấy người các nàng liền đi ra ngoài thành. Diệp Kiên nhìn về phương hướng Diệp Phúc rời đi, trong mắt hiện lên hào quang oán độc. Hắn suy nghĩ nói, phế vật này không ngờ thương thế đã khỏi hẳn, chỉ sợ rất nhanh sẽ được sủng ái lại thôi. Vậy không có ngày ta ngẩng đầu lên được rồi. Không được không được, chi bằng tìm huynh đệ khác thương lượng chuyện này. Nghĩ vậy, hắn xoay người đi tới Diệp phủ. Lúc bấy giờ, Tô Kiều Kiều kéo tay Diệp Húc tới một cửa hàng bán son, bên trong đều là nữ nhân cả, líu ra líu díu làm cho Diệp Húc đau đầu, hắn vội vàng trốn thoát. Nhiệt tình đi dạo phố của Kiều Kiều thực sự rất khủng bố mà. Diệp Húc cảm thán một tiếng, đột nhiên nhìn tới đường tạp hóa ở bên cạnh. So sánh với đường phố khác náo nhiệt, nơi này người ta đi rất thưa thớt, người đi đường qua lại cũng không nhiều, chỉ bảo Kiều Kiều một tiếng rồi đi vào đấy. Đường tạp hóa kỳ thực chính là bán đồ cũ, chủng loại rất nhiều, đồ vật nào cũng có. Nơi này thương gia không thuê cửa hàng, thường thường bày ngay ở trên đường. Họ đem những món hàng hóa tạp nham bày lên trên, hàng hóa đủ loại, có đủ cái lạ. Thậm chí có một lần có lời đồn truyền ra rằng có người mua được vu bảo ở trong cửa hàng đồ cũ. Diệp Húc cũng không có nhiều hứng thú đối với đường tạp hóa này, cũng không tin nơi này xuất hiện ra vu bảo. Nếu như thực sự xuất hiện vu bảo, tất nhiên toàn bộ vu sĩ Lưu Châu Thành và tam đại thế gia sẽ tranh đoạt, một hồi gió tanh mưa máu sẽ nổi lên. Trình độ quý báu của vu bảo căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng, thậm chí lấy thực lực của tam đại thế gia vu hoang cũng chỉ có vài món mà thôi. Khi đi qua một cửa hàng tạp hóa, Diệp Húc đột nhiên dừng bước lại, hắn khẽ nhíu mày. Bạch Ngọc Lâu vốn yên tĩnh bên trong đan điền của hắn đột nhiên trở nên sao động, thương minh chân khí du động ở phía trên, thỉnh thoảng lại chạm một chút khiến cho chân khí của hắn lay động không ngừng, thậm chí ngay cả cây non thanh ngọc bên trong Bạch Ngọc Lâu cũng có chút hưng phấn. Chẳng lẽ trên quầy hàng này có cái gì đó mà Bạch Ngọc Lâu cảm thấy hứng thú hay sao? Diệp Húc không khỏi tò mò, cẩn thận đánh giá, chỉ thấy trên quầy hàng đó bán ít ỏi có vài thứ, có 3-4 quyển sách cũ, vài khối khăn thêu sách. Quán chủ là một hán tử thật thà cười nói, vị thiếu gia này nhìn chúng cái gì rồi sao? Diệp Húc cười nói, ta cũng không phải là thiếu gia gì cả, là mã nô của Diệp gia. Quán chủ líu lưỡi mà nói, mã nô của Diệp gia so với thiếu gia nhà giàu khác cũng có khí độ hơn kìa, thật không hổ là vu hoàng thế gia mà. Diệp Húc khẽ mỉm cười, cũng không nói nhiều, giơ tay lật xem mấy bản sách cũ, đều là tứ thư ngũ kinh, cũng không có gì thần kỳ. Bạch Ngọc Lâu trong đan điền vẫn sao động như cũ không ngừng. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn vào mấy tấm khăn thêu, chỉ thấy tấm khăn thêu kia không trọn vẹn, chỉ có nửa mét lớn nhỏ, bên trong còn có đồ án hình thù kỳ lạ. Đồ án kia cũng không được trọn vẹn đầy đủ. Diệp Húc cẩn thận đánh giá, như thể là một vòng thái dương, trung tâm thái dương còn có một con tam túc quái điểu, hình như là ô nha, nhưng màu ánh vàng rực rỡ, cũng không phải màu đen như ô nha. Tấm khăn thêu này hẳn là một góc của tấm cửa lớn. Diệp Húc nhặt khăn thêu lên, nhẹ nhàng vuốt ve, vải dệt cực kỳ nhẵn nhụi, cầm ở trong tay thấy phiêu phiêu như không có gì. Bạch Ngọc Lâu trong đan điền dường như cảm ứng được khí tức của tấm khăn thêu, càng thêm hung phấn, sao động hơn. Diệp Húc cũng phát hiện ra tấm khăn thêu này có chỗ kỳ lạ, trong lòng vừa động. Lão trưởng, tấm khăn thêu này lấy được ở đâu vậy? Quán chủ cười nói, đây là vợ ta giặt quần áo ở bên bờ sông, vô tình nhặt được thôi. Ngày thường sử dụng như khăn tay vậy. Tấm khăn thêu này có chỗ tốt, nếu để ở nhà, không chỉ là kiến, ngay cả chuột cũng không có. Nếu không phải thiếu tiền, vợ chồng ta cũng không bán nó đi đâu. Thiếu gia nếu thích, 5 lượng bạc là được rồi. Diệp Húc nhíu nhíu tiền nơi túi rồi cười khổ, ta nơi này chỉ còn có 3 lượng thôi. Chủ quán kia cười ha hà nói, vừa thấy thiếu gia là biết chưa từng mua bán đồ vật này nọ rồi. Ta nói 5 là để cho cả hai có thể trả giá. Kỳ thực tấm khăn thêu này cũng không tốn tiền mua đâu, chỉ cần 3 lượng bạc, thiếu gia cứ việc cầm.
Diệp Húc trong lòng mừng rỡ, lấy ra 3 lượng bạc. Quán chủ trả lại cho hắn 2 lượng. Hắn cười nói: làm nô tài ở Diệp gia cũng không dễ dàng, đều là tranh cướp miếng cơm cả mà. Diệp Húc vội vàng tạ ơn, muốn thu hồi tấm khăn thêu lại, đột nhiên một bàn tay bắt lấy một góc khăn thêu rồi nói: chủ quán, tấm khăn này bao nhiêu tiền vậy? Ta mua. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, cũng là một thiếu niên mặc áo tím, mới 14-15 tuổi, ánh mắt có thần, có vẻ cực kỳ khôn khéo giỏi giang. Thiếu niên áo tím kia cũng chú ý tới Diệp Húc, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nghiến răng nghiến lợi mà nói: ta tưởng ai, hóa ra là Diệp phủ thất gia, Diệp Húc, Diệp thiếu bảo, Phương Đồng thiếu gia. Diệp Húc như cười như không, thiếu niên áo tím này đúng là Phương gia lục công tử Phương Đồng. Năm ngoái khi Chu Thế Văn ở ngoài rừng rậm khiêu chiến với Diệp Húc, không biết như thế nào lại bị Phương gia đệ tử biết được tin tức, mưu đồ bí mật đánh lén hai người. Lúc ấy chính là Phương Đồng xuất lĩnh hơn 10 đệ tử Phương gia mai phục trong rừng rậm, thật không ngờ lại bị Diệp Húc cùng Phương Thế Văn phát hiện ra, hung hăng giáo huấn mấy người bọn chúng. Trong đấy Phương Đồng bị Diệp Húc đánh cho gãy 3 cái xương sườn, hận hắn tấn tận xương tủy. Nếu không phải đúng lúc trưởng bối của Phương gia đổi tới, Phương Đồng sẽ bị Diệp Húc đánh chết mới thôi. Lúc ấy Phương Đồng đã luyện tuyệt học gia truyền của Phương gia là Cửu Dương Liệt Hỏa Thần Công tới ngũ trọng. Trải qua một trận chiến này, bản thân trọng thương, tu vi ngã xuống cảnh giới tứ trọng. Trong lòng của hắn hận Diệp Húc thế nào thì có thể biết được. Phương Đồng trong mắt hiện lên một khỏa hào quang an ủi, cười ha hả mà nói: thiếu bảo, nghe nói ngươi trước đây không lâu chắc thí vu sĩ thất bại, biến thành phế vật rồi. Hiện giờ đã không còn là đệ tử Diệp gia, mà là một mã nô ở mã trường, có việc này không vậy? Diệp Húc khẽ mỉm cười, dùng sức rút khăn thêu lại, bất động thanh sắc nhét vào trong lòng ngực của mình. Hắn nói: chuyện này Phương gia các ngươi không phải rõ ràng lắm hay sao? Ta chắc thí vu sĩ ở trong võ bị các, chẳng lẽ không phải là Phương gia các ngươi âm thầm đánh lén mới làm cho ta chắc thí thất bại hay sao? Phương Đồng cười ha hả, đang muốn thừa nhận, đột nhiên sau lưng có người đâm vào hông hắn, trong lòng cả kinh, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiểu tử này thật là âm hiểm, nếu ta nhất thời thống khoái thừa nhận là Phương gia ta làm, chỉ sợ Diệp phủ sẽ không chút do dự liền giết cả nhà ta. Diệp Tư Đạo nổi cơn giận lôi đình, mấy ngày nay vẫn ở trong võ bị khác điều tra chân tướng. Diệp phủ và Phương gia là kẻ thù truyền kiếp, năm đó Phương gia cũng trải qua chuyện như vậy, hủy đi một tổ tiên Diệp gia khi chắc thí vũ sĩ. Bởi vậy Diệp phủ vô cùng hoài nghi Phương gia, thậm chí còn nghi hơn cả Vu Hoang thế gia khác là Chu gia. Diệp thiếu bảo này đúng là hỗn đản, đã biến thành phế vật còn không chịu yên tĩnh, vô tình chụp mũ ta, thiếu chút nữa thì mắc mưu rồi. Phương Đồng không dám nói chuyện tiếp với Diệp Húc, miễn cho vô tình rơi vào bẫy, hướng chủ quán mà nói: khăn thêu kia bao nhiêu lượng bạc, thiếu gia ta mua. Chủ quán lúc này mới biết hai thiếu niên trước mặt này, một là Phương gia lục thiếu gia, một người chính là Diệp gia thất thiếu gia mà xôn xao dư luận mấy ngày hôm nay. Cả hai đều không thể đắc tội được, vậy vội vàng hắn cười bồi nói: Phương thiếu gia chớ trách, khăn thêu này đã bán rồi. Ta ra 1.000 lượng. Phương Đồng không nhăn mặt, thản nhiên mà nói. Chủ quán hoảng sợ, không nghĩ tới tấm khăn thêu hỏng lại bán được giá như vậy, gần như có thể mua được một căn nhà bình thường rồi. Tuy nhiên nếu vậy mà đắc tội với Diệp phủ, chỉ sợ 1.000 lượng tới tay thì hắn cũng sẽ mất mạng. Chủ quán run run nói: Phương thiếu gia, khăn thêu này đã bán. Diệp Húc mỉm cười: Phương Đồng, người tới chậm, khăn thêu này đã là của Diệp mỗ rồi. Nếu như thật sự muốn bỏ ra 1.000.000 bạc, nó sẽ là của ngươi. Phương Đồng khóe miệng run lên, tuy rằng nói giá cả của khăn thêu này vượt xa số tiền đấy, thế nhưng mà 1.000.000 hắn cũng không thể lấy ra được. Diệp Húc cười khẽ một tiếng, đứng dậy rồi rời đi. Phương Đồng nhìn hắn đi xa, ánh mắt lạnh lùng, hướng người phía sau nhỏ giọng mà hỏi: Phương Lễ, người xác định không có nhìn lầm, tấm khăn thêu kia là Vũ Bảo tái phiến sao? Người đàn ông trung niên đứng phía sau chính là người vừa rồi đã đánh thức Phương Đồng, tránh cho hắn mắc mưu. Hắn tên là Phương Lễ, là thị tòng bên cạnh Phương Đồng, nghe vậy nhỏ giọng nói: thiếu gia, ta tuyệt đối không nhìn lầm đâu, tấm khăn thêu kia đúng là một khóc của Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ. Quái điểm trên mặt chính là Tam Túc Kim Ô, ta từng nhìn thấy trong thư phòng gia chủ, nhìn thấy bức họa miêu tả Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ rồi. Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ là ma đạo Vu Báo từ ô kim tơ tàm diệt thành, được người dung nhập vào một tia máu huyết của Tam Túc Kim Ô. Uy lực của vu bảo này vượt xa bất luận vu bảo nào của Liễu Châu Thành, bao gồm cả Diệp gia chi báo Mãng Cổ Chu Cáp Chấn Thiên Ấn kìa. Phương Lệ kể tiếp: nghe nói cái vu bảo này nằm trong tay của ma đạo cao nhân Huyết Bức Lão Quái. Trăm năm trước Huyết Bức Lão Quái ở Thanh Thủy Giang Bách Man Sơn cùng một vị chính đạo cao thủ đại chiến,
bị đối phương đánh chết. Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ cũng bị nổ nát đi. Rất nhiều người đã tới vùng Thanh Thủy Giang tìm kiếm toái phiến Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ. Chu gia cùng Diệp gia với gia tộc chúng ta cũng đi tìm, tuy nhiên không có tìm được. Thật không ngờ lại thấy ở trong này. Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ tuy rằng đã bị hủy, nhưng toái phiến của nó giá trị cũng không thể đo lường. Chỉ cần một mảnh toái phiến ô kim tơ tằm và tinh huyết của Tam Túc Kim Ô cũng đủ cho bất luận một vu sĩ nào cũng phải động tâm. Không chỉ có như thế, huyết bức lão quái cả đời tế luyện Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ, trong cái đại kỳ này chứa đựng tinh khí cả đời của huyết bức lão quái. Nếu có thể lấy được cỗ tinh khí này, đủ cho một người bình thường phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phương Đồng suy tư một chút, đột nhiên cắn răng, nhỏ giọng mà nói: "Phương Lễ, người theo dõi Diệp Húc, xem khi nào thì hắn rời khỏi thành." Phương Đồng trong mắt hiện lên một tia âm độc, hắn nói: "Ở trong thành Liễu Châu không tiện động thủ, nếu như kinh động Diệp gia, vậy thì không hay rồi. Tuy nhiên, ở ngoài thành, nghĩ muốn xử lý cái tên phế vật này không phải dễ dàng hay sao? Lúc này ta cần phải đoạt bằng được Viêm Dương Diệt Diễm Kỳ. Nếu cái đại kỳ này mở trong tay của ta thì địa vị ở trong Phương gia của ta sẽ được nâng lên rất lớn." Phương Lệ trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn mỉm cười: "Thiếu gia yên tâm, Diệp Húc tuyệt đối không thể thoát khỏi tay ta được." Phương Đồng cười lạnh nói: "Diệp thiếu báo, lúc trước ngươi đánh ta gãy ba cái xương sườn, làm hại ta tu vi xuống dốc, địa vị trong Phương gia cũng xuống dốc không phanh. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Lại nói, Diệp Húc đi dạo trong chợ một lát, tìm kiếm Tô Kiều Kiều, lấy một căn mộc châm ở trong lòng ra đưa cho nàng, rồi thản nhiên nói: "Kiều Kiều, đây là ta tặng cho ngươi, tuy rằng có đơn sơ một chút, nhưng miễn cưỡng cũng có thể sử dụng được. Đợi khi chúng ta có tiền rồi, ta đổi lại cái tốt hơn cho ngươi." Nha đầu tiếp nhận trầm hương mộc châm, chỉ thấy cây châm này không phải được làm bằng tài liệu quý báu gì, nhưng chạm trổ cực kỳ tinh tế. Hiển nhiên lúc chọn lựa, Diệp Húc đã để tâm rất nhiều. Nghĩ tới Diệp Húc tỉ mỉ chọn lựa cây châm này, đôi mắt của nàng có chút đỏ lên. Diệp Húc lắc đầu bật cười: "Cũng không phải là cái gì đáng quý, chỉ có 2 lượng bạc thôi. Người trước đây dùng mấy cây châm đều có giá trị gấp 100 lần cái này mà." Tô Kiều Kiều nhẹ nhàng lắc đầu thầm nghĩ: Đây là lần đầu tiên thiếu gia tặng tặng ta đồ vật, cho dù nó không đáng giá một xu, thế nhưng quý báu hơn những thứ trước kia rất nhiều." Thiếu nữ thật cẩn thận xuyên châm hương mộc trầm lên trên mái tóc của mình, nhẹ nhàng đảo qua một vòng, quần áo tung bay, ngọt ngào cười, ngượng ngập mà lắp bắp nói: Thiếu gia, có đẹp không?" Khoảnh khắc phong tình này khiến cho Diệp Húc hơi chút thất thần. "Cái khối tản phiến này cuối cùng là cái gì vậy? Vì sao Bạch Ngọc Lâu lại bức thiết muốn có nó tới như vậy đây?" Mà Diệp Húc lại chỉ cảm thấy chiếc khăn thêu trong lòng ngực này ngày càng nóng, giống như một khối bàn ủi, gần như làm cho người ta khó có thể chịu được. Trong đan điền, Bạch Ngọc Lâu vẫn dao động không ngừng, hiển nhiên cực kỳ khát vọng khối vải nát này. Hơn nữa, hắn còn loáng thoáng nhận thấy có một cỗ khí tức khi có khi không vẫn đang đi theo sau mình. Hiển nhiên Phương Đồng đúng là không cam lòng mất chiếc khăn thêu kia phái người âm thầm giám thị mình. "Kiều Kiều, chúng ta đi thôi." Diệp Húc không phân trần lôi kéo Tô Kiều Kiều đi ra ngoài thành. Tô Kiều Kiều thấy sắc mặt của hắn càng lúc càng hồng, dường như thấy máu tới nơi vậy, vội vàng giơ tay lên sờ sờ trán hắn, giống như sờ vào khối bàn ủi vậy, thất thanh mà kêu nói: "Thiếu gia, trán của người rất nóng kìa." Diệp Húc đi nhanh hướng tới mã trường, hắn lắc đầu: "Ta không sao, đi mau." Đợi khi tới bên sông Thanh Thủy, Diệp Húc chỉ cảm thấy trong lồng ngực cái khăn thêu nóng tới cực điểm. Tới lúc này hắn cũng không thể chịu được nữa, chiếc khăn thêu trong lồng ngực không ngờ lúc này đã nóng tới mức dọa người. Diệp Húc tay run lên ném khăn thêu ra bên ngoài. Đột nhiên một lực lượng thần bí từ Bạch Ngọc Lâu trào ra ngoài, nhảy vào bên trong khăn thêu, chỉ thấy khăn thêu chậm rãi triển khai xoay tròn ở trên không trung. Diệp Húc trong lòng cả kinh, chỉ thấy đồ án trên mặt khăn thêu ngày càng sáng hơn, dần dần như ẩn nấp trong không trung, chỉ còn lại một vầng thái dương không trọn vẹn lơ lửng ở giữa không trung, toát ra lửa cháy hừng hực, nóng tới mức kinh người. Diệp Húc vội vàng kéo tay Tô Cửu Kiều lùi ra sau mấy trượng. Sóng nhiệt vẫn như cũ nóng bức người, lần đầu tiên Diệp Húc cảm thấy mùi vị của thịt cháy xém truyền tới. Tô Cửu Kiều lại kinh ngạc không ngừng, thất thanh nói: "Thiếu gia, đây là cái đồ vật gì vậy? Chẳng lẽ khăn thêu này là một kiện vu bảo không trọn vẹn sao?" Diệp Húc trầm ngâm nói. Đột nhiên một thanh âm từ bên cạnh truyền tới, vui sướng vạn phần: "Phương Lễ, ngươi quả nhiên không nhìn lầm. Khăn thêu này chính thật là toái phiến Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ." Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Đồng chắp hai tay sau lưng thản nhiên đi tới. Một trung niên nô bộc nhắm mắt đi theo phía sau của hắn.
Hai người nhìn về phía khăn thêu lơ lửng ở giữa không trung, vẻ tham lam trong mắt hiện ra rõ ràng. Diệp Thiếu Bảo, ta thật sự phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đưa toái phiến của Viêm Dương Liệt Diễm Kỷ tới tay của ta. Vì báo đáp ngươi, ta quyết định sẽ tự tay giết ngươi kìa. Phương Đồng ánh mắt lạnh lùng, nghiêng đầu hướng tới Phương Lệ. Ngươi đi giết nữ nhân kia, ta đối phó với tên phế vật này. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các tập tiếp theo.